Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Win Team TV. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một trò chơi. Nhớ ở video trước mình đã đồn một cái trò chơi là xúc xì Lego bức ô đó, đang cầu thang đó của những con người Lego. Thì ở video này mình sẽ chơi về con người luôn, chứ không còn Lego nữa. Thì mình với em mình sẽ đồn. Rồi thì mình sẽ đi xuống dưới kia và xúc xì lên tới đây. Lên trước người đâu thác. Cái cầu thang của mình ngắn lắm, chỉ có 30 viên gạch thôi à. Rồi bắt đầu. Anh Quynh đi không á? Tinh thừa. Số thua khác rồi. Câu thua miết à? Anh Quynh cho em tinh thế nữa chứ. Không cho em tinh thế em khác rồi. Giờ tinh chịu chơi rồi nha. Không có khác nữa nghe. Có thua cũng rón chịu nữa nghe chưa? Dạ. Không có được khác như hồi nãy nữa nghe. Dạ. Ok. Mình đầu tiên em cho em lên trước một cô luôn. Rồi anh Quynh chấp luôn rồi đó. Lên nữa để cho. Rồi bắt đầu chơi lại từ đầu nghe. Tiếp. Nhanh lên. Bây giờ thì em tin có vẻ thắng nhiều hơn hả? Rồi hên em đang gần tương đương nhau rồi đó. Rồi tinh còn 3 bậc nữa là Sam đó. Quynh còn 4 bậc. Rồi tinh còn 1 bậc nữa thôi. Để ai sẽ thắng này. Quynh còn 3 bậc. Còn 2 bậc. Rồi tinh thế. Tinh thế rồi. Đúng là ghê thiệt. Cuộc chiến này đúng là khó khăn như xưa. Em mình lại hơn xưa luôn. Là mình cứ tưởng là mình thắng em chứ. Do tại vì ở trước là cho thử mình tháng hoài em không lấy được cái bậc đội nước em cho bậc của em khác luôn mà là em lỡ hơn. Thì ở video trước mình cũng đã thấy em về cái trò chơi mình xuống xì lên bơ khi nào mình đã thua trời ơi mình đang trong cái gì mà suy dưới trời ơi. Kết thúc video của mình tại đây, thì nếu bọn nào thấy hay thì còn nhớ bấm like cho ra ủng hộ cho mình.